con lấy cái dĩa hay cái gì vậy? Không. Vừa cơm lam, vừa gà nướng. Bỏ nó vô luôn nè. Lâu lắm rồi thì mình mới quay trở lại. Giờ còn đây á, mình hay quay những cái clip ở Gia Lai nhiều á, tại vì mình đang có một dự án rất là tâm huyết tại cái mảnh đất Tây Nguyên này, cho nên là giờ còn đây mình ra khá nhiều clip ở Tây Nguyên. Bây giờ cái mùa này á là cũng rơi vào đầu mưa mà, cho nên là các bạn có thể thấy trời rất là âm u. Thôi bây giờ thì mình dựng lều để cho mấy em nhỏ nó có chỗ ra vào đó ha. Rồi sẽ chia sẻ tiếp với các bạn. Vô lều. Vô. Rồi chị hai cầm cái chỗ này cho cậu Vi đi. Vui không? Vui quá hả? Ok. Thấy rồi, xong rồi mình sẽ đi thả diều ha. Lần này đi mình mang cái lều bự cho nên là đúng là cực khổ thiệt. Khổ với cái lều luôn các bạn. Các bạn có thể thấy là khu vực ngày hôm nay mà Bảo chọn để cắm trại đó là khu vực Bãi Dê ở Tiên Sơn của Pleiku, Gia Lai. Ở đây thì nó là một cái đồng, đồng không mong quạnh như thế này nè. Nhưng mà chọn để mà đi camp ở Bãi Dê á, thì các bạn nên chọn vào mùa khô nha. Chứ tại vì vào mùa mưa á, thì nước nó có thể là ngập tới ngay khu vực trên này luôn. Bây giờ là buổi chiều, trời cũng khá là mát cho nên là mọi người cũng ra chơi khá là đông và vui vẻ. Nhân tiện là ngày hôm nay là dẫn mấy đứa cháu ở trong nhà đi cắm trại, cho nên là nhân tiện cũng muốn là chia sẻ với các bạn, quay lại chuyến hành trình của mấy cậu cháu. Hôm nay là ngày cuối tuần nữa cho nên là mọi người đổ về đây chơi cũng khá là nhiều. Buổi sáng thì trời nó hơi âm u nhưng mà bây giờ thì trời có vẻ mát mát. Rồi bây giờ bạn nào đi thả diều. Ủa phải giơ tay chứ ta. Bây giờ thì cho mấy đứa nhỏ đi thả diều các bạn. Trời. Nhiều máy bay nè. Thằng kéo Buda ngồi kia đi, kéo Buda. Ok. Có gì ba đâu?
qua đây. Nhiều to rồi ta. Nhiều to. Wow, cao quá. Thả giá từ từ ra, thả giá từ từ ra. Đó. Có nhiều quá mà nhiều dài luôn á. Ờ, nhiều khang bay dài quá hả. Đi tới đi, ra ngồi kia, ra ngồi kia. Mục đích chủ yếu là cho mấy đứa nhỏ ra ngồi đây để thả diều các bạn. Thả đây, thả đi. Thả lên, thả cao lên, thả bay cao lên. Không, đứng ở đây thôi, đứng ở đây thôi. Không cần chạy đâu. Đi qua ghế ngồi cho mát. Mong chờ cả ngày trời chỉ có nhiêu đây à. Chờ trời bớt âm u đi, sợ là trời mưa. Chỉ sợ là chuyến đi này lỡ mà có mưa thì tội là tội mấy đứa nhỏ à. Chứ còn mưa thì mình ở trong lều thì không sao. Tội là tội mấy đứa nhỏ thôi. Chú nhìn khoái ghê chưa. Tuổi thơ là gì có bao nhiêu đó mà giờ mà không được chơi nữa thì buồn đúng không? Ai cũng vậy thôi. Ghê dép đâu bà? Đâu ra mày nhiều dữ vậy trời. Đi con chạy mà cháu đi qua ké luôn. Bây giờ thì sẽ lên lửa để mà nướng gà và sẽ dùng BBQ ở trong này nè các bạn. Ni làm đi chết đi. Đứng cầm miếng pin cho mẹ nè. Giờ xiên gà lắm. Ừ, giờ mình xiên gà mình nướng luôn đi ha. Rồi, cao mình... lắm không? Hả? Cái bếp cao lắm không? Không, chừng đó được rồi hay. Bầu không khí trong buổi tối ngày hôm nay trở nên vui hẳn khi mà có sự hiện diện của hai siêu đầu bếp đến từ Gia Lai. Đối với các bạn chứ đây là mẹ của hai bạn nhỏ và một người bạn của Bảo. Bởi vì lý do công việc cho nên là buổi chiều ngày hôm nay thì mọi người không có thể tham gia cùng. Nhưng mà mình cũng rất là trân trọng khi mà mọi người đã sắp xếp được công việc, không ngại đường xá xa xôi để đến chung vui bữa tiệc nho nhỏ của mấy cậu cháu. Tụi mình thêm nước vào cơm lam. Bên trong đây là nếp nha các bạn. Đang thấm thấm dần ruốc. Phía bên trong cơm là cái ống tre này là có nếp. Mình sẽ mang ra ngoài kia để tụi mình nướng. Ở đây rồi ha. À, đây rồi đó. Cái ăn bếp buổi tối ngày hôm nay thì tụi mình chỉ có dùng hũn gà với lại cơm lam đặc sản của Tây Nguyên, gà nướng cơm lam. Ở đây thì tụi mình chuẩn bị trước và gà với lại cơm lam này đều là do chính tay người đồng bào làm luôn. Và tụi mình chỉ có mang ra để tụi mình thưởng thức thôi. Heo ơi, cho tí xíu quạt nữa đi, cho thêm quạt đi. Thôi quạt vô tí xíu nữa cho nó nhanh chín. Xa xa đây chút, đúng rồi. Sợ gì ta? Trời nóng. À con sợ nóng hả? Không nóng. Con quạt vô nó mới không nóng. Con sợ nóng mồ hôi. À nóng mồ hôi hả? Mấy ơi. Dầu với gia vị. Giấy bạc. Chia sẻ với các bạn đây là muối, chè, lá, é. Ăn gà nướng cơm lam là phải có món này thì nó mới ngon được. Muối chè lá é. Có bao tay chưa? Bao tay nè. Bao tay như trong kia có mà. Để cắm vào đồ trong kia ra cho nó đẹp. Rồi ok. Mà sợ nước nó ngập. Sợ nước nó ngập. Không sao đâu. Có cậu Bi mà cậu sợ. Nhưng mà thấy vui không? Thích không? Em thích không? Em Khang thấy thích không? Em thì quá thích rồi chị. Em ơi, có nhiều mấy tiếng đồng hồ à. Từ 4 giờ, em ơi, tới 6 giờ luôn. À!
Sao hai miếng vậy con? Hai miếng có một miếng à. Thì một miếng thì thôi là con để một miếng, không cần phải thêm cái vô. Một miếng còn chưa. Cho con định làm mà. Chứ là cái bếp nó chỉ có nướng hai miếng thôi là nó kín rồi. Con định là đi chi đậu que thịt. Cái này là em không biết, hồi nãy em đang suy nghĩ là khi nào gà nó chín. Còn bây giờ em suy nghĩ là khi nào mới được ăn thịt nữa. Cái này ăn bỏ cho nó dễ. Con chặn cái chùi tay chùi đồ nhanh nhiều lắm. Tôi tính ra là mang đồ ăn nha. Tôi vô không? Đâu? Nơi vô trong tôi lấy cái mẹ lên tóc của mẹ. Ôi trời. Lấy tóc không mà con tập của mẹ. Lên bên tay không chị? Không không, bên này. Do chị ấy thì để tóc bên này. Trang ơi. Trang. Trang ơi dậy ăn con. Dậy ăn nha. Nơi gọi bị ẩm dậy ăn nha. Ủa? Ngủ luôn. Ngủ luôn, chơi cả cái ngày trời mệt quá giờ ngủ rồi nè, đói bụng nữa. Thôi dạ ăn nha. Nha. Xong đục thịt luôn. Mệt lắm rồi hả? Chạy đi chiêu vô mà. Nha. Anh kêu là bữa sáng dậy thấy 4 chiếc xe đâu mất kìa. Con có gì vậy? Con muốn đi chanh ra nữa đi, con lấy cái chén. Ở trong cái đóng hai cái chén à. Con lấy cái dĩa hay cái gì vậy? Đó là chị cho bông bông thôi. Lâu lắm rồi mới có dịp vô bếp. Này mọi người trời, đợi lâu quá. Bây giờ nó đòi tới 80 tuổi. 80 tuổi. À, ít có thèm ghê vậy. Nóng lắm, nóng lắm. Vừa cơm lam, vừa gà nướng. Bỏ nó vô luôn nè. Cũng mong có một ngày ngồi xé ghe cho người yêu ăn. Mẹ chưa có người yêu. Mẹ chưa có người yêu. Thấy không? Nghe. Chơi phát luôn đi. Ok. Không sợ gì đây đó. Một, hai, ba, vô. Bây giờ thì cũng ăn no say rồi các bạn, cho nên là sẽ dọn dẹp và sau đó sẽ đi nghỉ ngơi tiếp tục trong buổi sáng ngày hôm sau. Trước khi đi ngủ thì bạn muốn chia sẻ với các bạn một cái thiết bị mà Bảo luôn luôn mê mình, đó là thiết bị chống trộm. Đó, cái thiết bị này tuy nó nhỏ thôi, công năng của nó thì chỉ là báo động theo tia hồng ngoại mà một con vật hay như thế nào đó thì với cái tần sóng đó thì nó sẽ báo động để mình cảnh giác khi mình camping, mình cắm trại ở những nơi mà chưa có được quy hoạch. Nhìn mẹ. Được rồi. Nhìn mẹ. Xa xa thôi. Nhìn mẹ đi rồi mẹ sẽ xin bái bá cho. Dưới này nó sẽ có một cái công tắc. Mình sẽ gạt qua. Đó. Cái thiết bị nó kêu là tại vì camera mình đang đặt phía trước và có rất là nhiều anh chị đang đứng ở phía sau cái camera. Ok ha. Giờ thì sẽ vào bên trong lều để bạn nghỉ ngơi. Đây. Đẹp không? Lần đầu tiên được ngắm bên mình đúng không? Thấy sướng hơn, thấy. Con thấy rồi kia mai bay ngang núi không? Đẹp ha. Cảm ơn. Bây giờ là 5 giờ rưỡi, trời đã sáng như thế này rồi. À. Đi ra tập thể dục đi. Đây. Đây. Đây nào. Đi làm không? Làm à? Thấy mai không? Lần đầu tiên thức dậy núi rừng. Đi. Mình chạy thể dục. Đi. Đi ra. Các bạn có thể thấy ở khu vực đây là người ta canh tác hoa màu nè. Ở bên này là cà tím nè. Ở bên này là có cà dưa leo nè. Đấy. Đây là những cái cây dưa leo. Còn lều mình thì ở phía bên này. À, đây là những cái cây dưa leo nè, người ta canh tác nè, rất là nhiều luôn. Nước
Đẹp không Khang? Hả? Ngồi đúng hổ xe ngồi cung đúng. Các bạn thấy khung cảnh ở kia đẹp không? Một bên là sương mù che kín mấy dãy núi luôn, còn bên là nắng. Khu vực đối diện ngay là bảo ngô đã chính là núi lửa Chư Ân Gia nè, còn kế bên chính là núi Chư Năm đó, khu vực mà có nắng á đó. Đẹp ghê á, như là hai thế giới vậy á, hai mùa, mùa nắng mùa mưa đó, đúng Tây Nguyên luôn. Anh đi xúc miệng thôi. Anh chưa giá trắng cằm. Hăng á, trà đây. Gọi là ăn gọi coi. Sáng nay mình ăn sáng xong rồi mình sẽ thả diều. Con diều bay tới đó nè. Con thấy con có diều bay tới đâu? Hả? Bay ở đâu? Bay ở kia. Ờ, kia. Thích thả diều không? Thích. Mẹ con bá con diều vì mà nó bự buồn má luôn á. Ồ, cha nó bự vậy đúng quá hả? Để con biết. Chim nướng bắp. Mớ bà bự buồn má luôn. Nè em bỏ đây nướng giống cầu bi nè. Đúng rồi, coi nóng tay nha. Đó, đây. Không khí buổi sáng ngày hôm nay cực kỳ mát. May mắn một cái là sáng ngày hôm nay thì 5 giờ trời mưa nhưng 5 rưỡi thì trời đã tạnh rồi. Bây giờ thì đã có mặt trời lên. Ui 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 ui, gió nữa. Thấy không Khang? Mát. Mát quá hả? Cầu bê cao. Uống sữa nha. Uống sữa mình tiếp tục thả diều. Rồi, uống sữa. Uống rồi, một tay sữa, một tay cầm diều. Lâu lắm rồi mới cảm giác ăn mì tôm ngon như thế này. Giờ còn đây thì tại vì công việc của mình nó cũng khá là lu bu và mình cũng chưa sắp xếp được công việc mình nó cho nó khoa học và chính xác là như vậy. Cho nên là mình cũng không có thể nào mà chia sẻ nhiều với các bạn được. Chứ thật sự là trong tâm huyết của mình là mình muốn đi thật là nhiều nơi, chia sẻ thật là nhiều địa điểm, sở thích cá nhân của mình á. Nhưng công việc của mình nó lu bu quá nên thôi là phải đành là tiền khi nào thì mình chia sẻ khi đó vậy. Các bạn đừng có chê trách gì cười mình nhé. Bữa nay đi nữa không? À, các bạn thân mến, bây giờ thì diều cũng đã rớt rồi cho nên là chúng ta sẽ đi về. Không biết là vậy á, không chịu về đâu các bạn. Về ha, biết chưa, đã chưa, bữa nay đi nữa nha. Bữa nay học giỏi còn bây giờ đi nữa nha. Ok, có vẻ như không khí bây giờ có vẻ trầm hơn đúng không? Là tại vì mẹ của hai bé đã chở bé lớn về để mà chuẩn bị đồ chiều đi học. Cho nên là số lượng người ở lại đây còn khá là ít ha. Chắc là bây giờ bạn cũng sẽ tranh thủ là dọn lều, sau đó thì cho cháu về nghỉ ngơi. Trưa Nhật Bảo tạm khép lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến hành trình tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì mình phải tranh thủ mình dọn lều đã. Bye bye. Rồi dọn về thôi. Khen thiệt cái đó ra đi. Ai thì nhanh hơn?
đi vô, đi vô cho nó xa hết thôi đi.